Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay Sư Black bật mí cho quý vị là Sư Black đang ở đâu nhé. Sư Black đang ở một nơi cách Kon Tum khoảng bao nhiêu anh? 150 cây, cách Kon Tum 150 cây là đi vô gần Phú Bổn đấy. Vùng sâu vùng xa. Cái này là vùng sâu vùng xa của Phú Bổn. Là vì là Sư Black có một đứa cháu, có những người bạn ở đây là mời tới dự một cái tiệc đó cho các bạn thấy đang bày tiệc ở đây, đang bày tiệc ở đây để mà chị có để là mời Siêu Black và các cháu lên đây để ăn mừng, để ăn mừng. Và cho nên là Siêu Black cũng rất là vui, cũng bất ngờ. Đây là một cái việc phải nói là rất bất ngờ cho Siêu Black là khi mà đến dự ở đây, tại vì có đứa cháu và có bạn cháu của Siêu Black thì cũng ở bên Mỹ về, rồi có bạn cũng đi về cùng, cho nên là cũng mời nhau trong dịp Tết này, mời nhau tới thăm nhau. Và Siêu Black mời quý vị hãy xem, hãy xem những món ăn mà chuẩn bị cho buổi tiệc này nhé. Ok, mời vào đây. Tạm nhớ nào trường để giới thiệu thêm, đây là giống như là suya vậy đó, đúng không? Thì là anh của anh này là lấy bà chị của Sea Black, chị họ của Sea Black. Đây là chị cũng ở bên đó, ở với cháu ở bên Mỹ cũng mới về. Và đây là những người bạn cũng được tới dự cái buổi ngày hôm nay. Dạ, cũng rất là vui. Hôm nay bất ngờ em đâu có nghĩ rằng là em gặp anh ở đây. Buổi ngày hôm nay là mình tặng tạc Chúa và về che chở cho vợ chồng và cả đoàn đi du lịch Việt Nam được bình an. Dạ, đúng rồi. Em cùng mừng với nhau. Nhất là đặc biệt là cháu trai xinh đẹp của chị. Ok, mình nói chung là mình sống và mình gặp nhau. Mừng lắm, đêm với bà là vợ Em đang muốn cho các bạn xem mình nấu ăn như đây là những cô gái xinh đẹp đang làm đồ ăn. Những cô gái xinh đẹp người Gia Lai, Phú Bổn đó. Ok, đấy, nói chung là cũng rất là tươi tất ạ. Nói chung là đây là tí nữa thì ca nhạc thì Sư Lê cũng sẽ quay một chút xíu để mà đi đâu cũng phải ca hát, vì mình hát được mà, đi đâu mình cũng ca hát. Dạ, ok, các bạn chưa? Ra ngoài quay bò này nè, ai bò này? Oh God, ui đường của nó chưa? À, em cũng có giúp chưa không? Thầy giúp nào cũng được hả? Thầy giúp nào cũng được hả? Chị quay thịt đi. Ok. Đây. Quay đầu thôi, người ta dọn hết rồi. Quay đầu bò thôi. Ok. Cô Black đấy hả? Cô Black ơi. Quay thôi. Chúc mừng năm mới. Năm mới khỏe. Ô, đặc sĩ của ta thật nhiều. Siêu Black đang nói chuyện với mọi người, đây là tiếng Gia Lai, mặc dù mình không hiểu nhưng mình vẫn ok. Ok, tại vì mình RD thì nói được. Blue D ghê anh là Blue Gia Lai tinh thò, Blue D ok. Yeah, mọi người đây đang nói tiếng Gia Lai và Siêu Black hiểu được một chút thôi, không nhiều. Yeah. Đó, đây là cái đầu gì anh? Đầu bò đúng không? Đầu bò. Một con bò, hẳn một con bò. Oh my god. Từng bèn đã quần là em bắt hoa, bắt lại là bình bơ lại rồi. Nào quần. Nào quần chứ, it's ok. Em bắt hoa, bắt hoa phục được. Myself, let us find.
gái. Yeah, cô cháu gái rất xinh đẹp và siêu lách. Yeah. Cô cháu gái cũng từ bên đó về thăm Việt Nam. Không biết một chút tiếng Việt. Việt Nam không, mana ok. Mỹ á, không nói rồi, người Mỹ mà. Đúng không? Đúng không? Ok, cái này. Còn bên này. Thưa thưa con đoạt lớn, bạp chị đầy lớn. Quay off. Sao vậy? Oh god. Ao ao thưởng thưởng kiểu. Cay mới ngon đấy. Cay mới ngon, không có cay là không ngon. Cay mới ngon. Không cay không ngon. Cay mới ngon. Ok quý vị, sau khi xong và tí nữa là cũng có một chút gọi là văn nghệ đó, thì là sư bay sẽ quay tiếp. Xin chào nữa hả? À quên, đi tới đây là đi cái con cháu là cái con này, cháu của sư Black. Đây là con của chị Hai, vừa rồi các bạn cũng gặp trên YouTube đầu tiên với là Thúy Nga đấy. À là nó là con của chị Hai Siêu Black. Yeah, đây Tết này nó cũng về thăm mẹ. Yeah, về thăm mẹ đó. Đây là lời mời, là lời mời nó thôi, đi theo đuôi nó thôi. Yeah. Đi ăn ké, đi ăn ké. À, tí nữa mày cho ăn đồ no, mày không ăn đồ tao muốn mày. Oh yeah, ok. À, tí nữa Siêu Black quay tiếp những cái gì đặc biệt nhất. Ok, bye bye, bye. Bye. Cái gì ơi? 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 Cái gì ơi?